giới lưu vực rộng 2.980 km2. Trên suốt con đường đi dài 171 cây số, sông Côn chảy qua địa phận các huyện, thị xã An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, đổ vào đầm Thị Nại, rồi qua vào Biển Đông tại thành phố Quy Nhơn. Có thể nói gọn, sông Côn là báu vật riêng của Bình Định. Không chỉ là con sông lớn nhất tỉnh, sông Côn còn là một dòng chảy văn hóa đặc biệt, làm nên một bản sắc riêng không thể lẫn lộn của Bình Định trên dải đất hẹp miền Trung. Là vùng đất cội nguồn của nền văn hóa cổ Sa Huỳnh, là kinh đô của Vương quốc Champa thời hưng thịnh nhất, là nơi phát tích Vương triều Tây Sơn, tuy ngắn ngủi nhưng hết sức lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam, với thiên tài quân sự của Hoàng đế Quang Trung, cùng những danh tướng như Võ Văn Võng, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu. Là cái nôi của võ thuật Việt Nam, là nơi hình thành nghệ thuật hát bội với ông tổ nghề Đào Tấn, là quê hương của các nghệ sĩ Tăng Bạc Hổ, Mai Xuân Thưởng, Võ Duy Dương, là đất định danh những thi sĩ thời tiền chiến Hằng Mặc Tử, Yến Lan, Quách Tấn, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, là quê của nghề nón ngựa Gò Găng, của rượu Bào Đá, của bún Sông Thằng, của nem Chợ Huyện, của món bánh tráng trứ danh. Chúng ta đang đến với dòng sông ấy. Ngày nay cứ nói đến hai từ đất võ là ai cũng hiểu ngay đất võ ấy chính là Bình Định. Ai ra Bình Định mà coi con gái Bình Định múa roi đi quyền. Đặt nền móng từ khi còn là phiên trấn địa đầu đất Đại Việt vào cuối thế kỷ thứ 15, từ lớp cư dân đàng ngoài đến khai mở, võ Bình Định từ đó không ngừng phát triển. Dòng sông Côn với những bến sông là chốn gặp gỡ đi về của anh hùng hào kiệt, với những địa danh như Thuận Nhất, An Vinh, Thuận Truyền, An Thái. Đặc biệt là bến Trường Trầu gắn liền với bước khởi nghiệp của Nguyễn Nhạc, dẫn đến sự ra đời của Vương triều Tây Sơn, một cơn bão táp lịch sử mà tinh hoa của võ thuật Bình Định được phát huy cao độ. Nhưng mà khi tìm hiểu phong trào Tây Sơn có nghĩa đấy, thì nhờ có thầy giáo Trung Văn Hiến, một hiền sĩ ẩn dọc từ Nghệ An vào Bình Định tìm đất sinh cơ, thì từ cảng Thị Nại ngược dòng sông Côn lên An Thái, thì ông chọn đất An Thái là cái nơi đất thì đất lệnh chiêm đậu, và ông dừng lại bên bờ sông sông Côn lập nghiệp và mở trường dạy võ dạy văn. Ba anh em nhà Tây Sơn á, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, khi tìm hiểu biết được thầy giáo Hiến là một hiền sĩ ẩn sĩ, cho nên tìm đó đến là thọ giáo học văn học võ. Và theo sử sách ghi là chính cái khai tâm mở trí của ba anh em Tây Sơn Tam Kiệt thì cũng từ trường của thầy giáo Hiến. Đặc điểm đầu tiên cũng là đặc điểm lớn nhất của võ thuật Bình Định là sự đa dạng. Đa dạng về những dòng võ ngay trên đất Bình Định, trong từng võ đường như võ đường này của võ sư Phan Thọ. Nó cũng đa dạng về sự khác biệt trong kỹ thuật giữa các hệ phái mang tên Bình Định hoặc Tây Sơn trên toàn quốc. Tuy nhiên sự đa dạng đó lại đặt trên cơ sở một số đặc điểm chung hầu hết các dòng võ ở Bình Định đều có. Chẳng hạn như một số bài bản được mặc nhiên coi là võ Bình Định như Ngọc Trảng Ngân Đài, Siêu Bát Quái, Roi Tấn Nhất, Roi Ngũ Môn. Cái võ Bình Định nó phát triển là nó cũng là cái phong trào từ phong trào Tây Sơn. Thì hầu đấy là Tây Sơn vô là thì ông Quang Trung Quang Dương lên đầu là ông về là ông phục binh, đầu rồi mới đào tạo ra rồi cũng tìm hiểu những cái nhân tài vô đấy mà ông rút về cái hàng ngũ, cái lực lượng của ông, cho nên từ chỗ đấy là cái phong trào võ nó phát mạnh lên. Thời kỳ của Vương triều Tây Sơn chính là đỉnh cao của võ thuật Bình Định. Sau thời kỳ đó, dù trải qua nhiều bước thăng trầm, đôi lúc như chìm khuất, nhưng những tinh hoa võ học ấy cũng như tinh thần thượng võ vẫn tồn tại bền vững trong đời sống của người Bình Định, để rồi khi có cơ hội thuận lợi lại được trỗi dậy mạnh mẽ như ngày nay. Không chỉ lớp thanh niên mà cả thiếu niên, không chỉ những chàng trai
mà cả những cô gái đều say mê với truyền thống võ thuật của cha ông mình. Võ Bình Định nói chung và võ Tây Sơn nói riêng được xây dựng trên nền tảng học thuyết âm dương. Các môn quyền thuật cấu tạo bằng cương quyền và nhu quyền. Các môn binh khí được đúc kết và nâng cao trên cơ sở các động tác sử dụng các công cụ lao động sản xuất là kết quả của một quá trình sàng lọc, lựa chọn rất công phu. Hai cuốn Phổ Trướng Khu Cơ của Đào Duy Từ thời kỳ trước Tây Sơn và Tây Sơn Binh Pháp của Huỳnh Văn Thuận thời kỳ Tây Sơn được xem là võ kinh của Bình Định. Thiên nhiên hàm chứa trong nó cả sự thách thức to lớn lẫn những bài học vô tận để con người quan sát, học hỏi và đúc kết thành kinh nghiệm, thích nghi và tồn tại. Nguồn gốc dân gian còn in dấu trong võ khí như cung tên, chĩa ba, bồ cào, gậy gộc, búa rìu, cho phép ta hình dung võ đã ra đời từ con đường chinh phục thiên nhiên và lao động để sinh tồn. Các thế võ dựa vào thao tác lao động, leo trèo, săn bắt hoặc mô phỏng động tác các loài động vật. Bài Hùng Kê Quyền của Nguyễn Lữ mô phỏng từ đòn gà chọi. Bài Song Phượng Kiếm của nữ tướng Bùi Thị Xuân mô phỏng điệu múa chim phượng. Bài Roi Thái Sơn bắt chước tư thế động tác của 8 con vật là rắn, lân, tê giác, thỏ, mèo, trâu, gà, hổ. Một số bài quyền khác cũng xuất phát từ các thế giao tranh của các con vật và dùng tên của chúng đặt luôn cho bài võ như xà quyền, võ rắn, hầu quyền, võ khỉ, hùng kê quyền, võ gà chọi. Khi mà tập võ thì những người lớn thường thường hướng dẫn con cháu mình rất là kỹ, rất là sâu sát. Thí dụ túc bất ly địa, tức là khi đứng rồi là rất là vững vàng. Đó. Mà đi thì như lá, đi thì nhẹ như lá, mà đứng lại thì là nặng như đá. Tức là khi di chuyển để đánh đối phương rất là nhanh, rất là nhẹ nhàng, không ai hay ai biết. Mà khi đã đứng lại thì người ta khó là đá để mình ngã được. Cái đặc trưng của ông Vinh thì là nó liên hoàn. Sở dĩ là cái võ này nó liên hoàn cả tay chân, tức là thân pháp, cước pháp và thủ pháp, tức là nó đầy đủ và nó hài hòa, nó rất là rồi cộng thêm cái thế lực nữa, tức là nói về cương á, thì là đòn của nó là dứt điểm, đòn của nó là không có nhiều, nhưng mà đã đánh thì là dứt điểm. Trong các võ đường, các môn phái võ cổ truyền Bình Định thì mỗi nơi có những nét độc đáo riêng, nhất là hai môn quyền võ tay không và côn roi. Làng Thuận Truyền gian danh về côn, làng An Vinh nổi tiếng về quyền. Trưởng môn phái võ quyền An Vinh là ông Nguyễn Ngạc. Ông Ngạc là học trò của ông Phạm Văn Trường, người làng Kiên Chánh, nay là thôn An Chánh, xã Tây Bình, Tây Sơn. So với những nơi khác thì cái đôi thượng truyền là nó có đặc điểm giống như là đánh không có đỡ. Đánh cứ như là bắt rồi, cho không có đỡ. Đỡ là tiếng như ví dụ trường hợp đưa cái roi lên dài, là đỡ roi là thủ. Nhưng mà ông thì không có đỡ. Nhưng mà ông là bắt cái roi qua, là quấn trở lại, cho không có đỡ. Bắt cái roi là thủ cho nó qua một phía, rồi ông quấn ngay cái đấy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, thì tất nhiên là ví dụ trường hợp mà gọi là không chở đòn thì tất nhiên là địch thủ ở quanh quấn xuống, tất nhiên là chụp xuống ngựa ba quấn bụi nước rồi tắp lại cái đốc sau, chứ còn không có đỡ rồi là cái đặc điểm rồi của ông này. Khi là mình gặp đối thủ thì để chờ đối thủ họ quấn thử cái đòn gì mình phản đòn, mà nếu mà địch thủ họ không đánh thì tất nhiên là mình đánh thì không bao giờ mình quấn hết đòn, nhưng mà mình quấn cái đốc, mình nhán cái đốc đây để thử là thủ nó ra những cái gì. Thì tất nhiên là ví dụ trường hợp nó quấn xuống quấn bổ thì tất nhiên là mình bác qua cái này là mình dấp cái đốc sau, hay là trường hợp nó quấn bổ xuống bỏ không quấn qua ngựa đập cái này đến đây đắp lại rồi. Đó là cái đặc điểm rồi của ông như thế này. Mỗi môn phái, mỗi đoàn thế trong võ cổ truyền Bình Định đều có sự lợi hại riêng. Roi Thái Sơn còn gọi là Thái Sơn Côn đã được giới võ học thừa nhận là một trong 4 bài quốc võ đầu tiên, bao gồm Hùng Kê Quyền, Lão Hổ Thượng Sơn, Tứ Linh Đao và Roi Thái Sơn.
Đây là một trong số ít những bài quyền, bài binh khí của võ cổ truyền Việt Nam có lời thiệu và phú, gồm cả chữ Hán, chữ Nôm. Tài liệu cổ bằng chữ Hán được lưu giữ tại võ đường của võ sư Phan Thọ ở Bình Nghi, Tây Sơn. Bài thảo roi ngũ môn, nay thường được gọi là ngũ môn phá trận, là bài thảo roi trận lừng danh trong kho tàng võ thuật cổ truyền của Bình Định. Theo giới võ thuật Bình Định, bài thảo roi ngũ môn phá trận này thuộc hệ phái của cụ Hành Khiển Phạm, do hậu duệ là sư trưởng Ba Phong lưu truyền hậu thế, được mật mã hóa bằng 22 câu thiệu 157 chữ, bao hàm 52 chiêu thức biến hóa tung hoành trận địa. Tuy nhiên bài thảo roi trận này hiện có nhiều dị bản khác nhau, do đó hiệu năng chiến đấu cũng chênh lệch nhau. Tứ Linh Đao là bài đơn đao được võ sư Kim Kê giới thiệu tại hội nghị chuyên môn toàn quốc lần thứ nhất do Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam tổ chức năm 1993 tại thành phố Hồ Chí Minh và đã được chọn là một trong những bài quốc võ. Lời thiệu Tứ Linh Đao có nguyên văn như sau: Bình thân bái tổ, thối bộ đề đao, lưỡng long tranh châu, điếu ngư trì hạ, diệp liên quy ngoạ, sát thảo tầm xà, phượng lạc bình sa, tấn kỳ lân bộ, nhị long kỳ ngộ, như thử nhị môn, kỳ lân quá sơn, bình sa phượng lạc, quá quan trảm phạt, ngọc nữ hiến đào, phụng vũ sơn cao, tứ môn như thử, thất đao trảm thủ, ngư việt vũ môn, giáng hổ thăng long, như tiền bái tổ. Hồi đó ở đây là ông làm mía nhiều, hình tướng ra nghe đâu ra là chúng con này nó cũng tình quỷ tình quái rồi, nó không đi nữa, vui nó không đi. Chùa anh em với trong bữa trưa mía hỏi tập quần bảo bánh thì bị thương á, là hết ba anh em ông thanh niên, dù lão trước bệnh dưỡng để bỏ thương mía nè vì kinh tế. Nó tập trung hai thôn, thôn hai và thôn ba với đuối con heo đấy, thì con heo nó to, nó thứ hai tạng mà to như con bò phát vậy, thành thứ nó mồm qua không ai quấn được. Nó biết tôi là người có võ, họ lên họ kêu à, tôi mới bỏ được xuống. Thì tôi tưởng bộ là không quấn nó dở đâu, tự nhiên thấy nó to dữ quá à, tôi xuống đấy thì thấy cây gọi thì nhiều nhưng mà heo không có. Tôi hỏi mấy ông là ở đâu, nó ở đâu, mấy ông đi à, anh la heo heo là nó chạy ra, la giỏi cái nó ở ông kia nó chạy ra giỏi là vì nó lỡ rồi, lỡ trốn rồi là quên, quên nó đỏ mắt rồi là tôi chạy chạy dân cho rồi chứ không mà không được, nó quay vòng mình là nó cắn. Thành hồi chừng đó với cương quyết là một mình một nó, một là mình chết, hai là mình quấn nó chết. Ở dưới quấn ba đi ông đồng bộ à, nó chết. Ra đời từ ý thức phát triển khả năng chinh phục thiên nhiên, nhưng khi xã hội con người phát triển và sinh ra những xung đột, võ thuật trở thành vũ khí tự vệ của cá nhân và sức mạnh bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Ngày nay, nếu chỉ riêng xét về góc độ rèn luyện sức khỏe hoặc kỹ năng đối phó với bất trắc thì võ cổ truyền Bình Định đã xứng đáng được xã hội quan tâm. Nhưng sự chuộng võ không chỉ ở khía cạnh thực dụng, ích lợi của nó mà còn gắn với tính cách, với khát vọng tinh thần sôi động, đẹp đẽ, đầy tráng khí, một nét khí phách để tự hào về quê hương, dân tộc của người Bình Định. Nó nó qua đây là một số đi quân dạch, một số nó truyền ba cái võ của dân tộc của nó là, tức là kêu là Tây Kinh Đô ấy gì đấy. Năm đó là ngày đổ Hồng Vương, tức là ngày 10 tháng 3 âm lịch, là thiếu tướng Lượng Lan dùng hai chiến thuật, có trước võ Bình Định lên để quanh với nó.
Thì lên đây là nó dạy cái trường đàn rồi là nó ở Sài Gòn, gọi là kêu là Bạch Mã. À. Nó ra 20 người là người của người mình hết. Cũng người Việt Nam hết rồi, nhưng mà người Sài Gòn. Ra quán gì 20 võ sinh của Bình Định bị thua, nó thua bớt. Nó với cách nó nói là cũng hay, nhưng mà người Việt quánh người Việt. Võ sư nào giói quánh với nó này là với giói. Tôi thấy nó cỡ ra thì nó không cỡ, nó nói dân tộc mình cũng khá gì. Nó nói nó lấy chừng nó chà với đất á. Nên như quánh nó là nó chà nát như tướng rồi. Hồi quánh thử. Thì quánh khi đó nó thua. Ngoài những giá trị võ học, trong kho tàng võ thuật Bình Định còn lưu giữ được một di sản văn hóa độc đáo là nhạc võ Tây Sơn. Tương truyền, Tây Sơn Tam Kiệt đặt ra nhạc võ để luyện quân và khiển trận. Trong luyện tập, tiếng trống sẽ giúp người đánh võ không bị lạc chiêu thức. Trong giáp chiến, tiếng trống không chỉ là hiệu lệnh dục giả ba quân, mà còn là chiến thuật tâm công đánh vào tâm lý của quân thù. Nhạc võ Tây Sơn có hai phần, nhạc và võ. Phần nhạc được phối âm dựa trên tiết tấu chủ đạo của trống chiến trên nền âm cổ truyền, chia thành ba hồi, xuất quân, xung trận, công thành và ca khúc khải hoàn. Ngày xưa, người đánh trống trận phải là người vừa am hiểu võ thuật, binh pháp, vừa nhạy bén, nắm bắt ý đồ của người chỉ huy để truyền đạt chính xác mệnh lệnh qua điệu trống. Dỗ tổ nghề võ là một nghi lễ mang tính truyền thống, uống nước nhớ nguồn, cầu mong điều tốt đẹp cho môn phái, thắt chặt mối liên kết giữa những người đồng môn, giáo dục cho võ sinh tinh thần, tôn sư trọng đạo. Ngày xưa các lò võ đều thờ ba vị thánh tổ là Dương Thiền Lão Tổ, Đạt Ma Tổ Sư và Tiêu Diện Lão Tổ. Về sau đối tượng được suy tôn là tổ sư ở mỗi võ đường một khác. Nhiều lò võ ở Tây Sơn vừa thờ chư vị thánh tổ nói trên, vừa thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Cái môn võ chúng tôi á, thì cũng được sinh ra là từ xuất phát các cái cụ ông cụ bà, ông bà cha mình để lại là cũng từ cái thời xa xưa đó, mà từ khổ rồi đi tập võ rồi trưởng thành rồi là truyền lại cho các đời thế hệ con cháu. Nhưng mà đến hôm nay thì cái xã hội mỗi ngày phát triển, mà muốn giữ được cái môn võ cổ truyền của đất Bình Định mình là một điều cũng rất khó. Khó một điểm là như thế nào? Thứ nhất là vừa cái cơ sở vật chất, thì các cái môn thể thao khác thì hình thức nhà nước đầu tư quá lớn, nhưng riêng cái môn võ thì nó ở cấp độ vừa. Thì thật sự mình làm thầy thì muốn đỡ đẩy mạnh được cái phong trào võ mà giữ được cái truyền thống thì buộc chấp nhận phải hy sinh. Thì hy sinh ở một cấp độ vừa phải thì hết chịu đựng nổi, thì có nghĩa là không tham gia được thì cái phong trào nó sẽ yếu đi, thì mỗi ngày ấy, thì nó sẽ bị mất đi. Nên từ chỗ đó là mong muốn các cấp các ngành làm sao mà quan tâm hơn nữa để chú cố được cái môn võ cổ truyền Bình Định nói chung và Tây Sơn chúng tôi nói riêng đối với mỗi ngày phát triển hơn, để xứng tầm với các cái nước bạn. Võ cổ truyền Việt Nam mà đi đầu là võ Bình Định, hiện đang phát triển ra nhiều quốc gia trên thế giới. Qua 4 liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Bình Định từ năm 2006 đến nay, đã cho thấy sự phát triển này ngày càng rộng lớn. Liên hoan lần thứ tư năm 2012 thu hút 1.300 võ sư, võ sinh trong và ngoài nước tham dự, trong đó có 40 đoàn võ thuật trong nước đến từ 20 tỉnh thành và 317 vận động viên của 69 đoàn quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh lễ khai mạc và bế mạc được đầu tư chuyên nghiệp và hoành tráng, trong khuôn khổ liên hoan năm nay còn có các chương trình và các hoạt động hưởng ứng phong phú, đặc biệt hấp dẫn và gây phấn khích cho người xem là cuộc thi người đẹp quốc tế võ cổ truyền Việt Nam và lễ hội đường phố võ cổ truyền Việt Nam. Liên hoan không chỉ góp phần tích cực trong việc chấn hưng và phát triển nền võ học nước nhà, cũng như giới thiệu võ thuật cổ truyền Việt Nam, võ thuật Bình Định đến với thế giới, mà nó còn là một ngày hội truyền thống văn hóa, một điểm nhấn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua ngành du lịch.
từ đỉnh đèo An Khê nhìn xuống, núi tiếp núi trong một trận đồ hùng dữ. Dòng sông Côn dựng bao gần thác thượng nguồn, bồi đắp dỗ về bao làng mạc hạ du trước khi hòa vào biển cả. Xếp đặt thế núi hình sông một cách ngoạn mục thế kia, dường như trời đất cũng muốn dành cho người Bình Định một dấu ấn riêng. Dấu ấn ấy chính là tinh thần thượng võ.